Chào mừng bạn đến với kênh Tử Vi hàng ngày. Thái Ất Tử Vi 2019, Ất Sửu, sinh năm 1985, Nam Mạng. Ất Sửu, 35 tuổi Nam Mạng. Sanh từ ngày 21 tháng 1 năm 1985 đến ngày 8 tháng 2 năm 1986. Tướng tinh: con chó, con rồng bạch đế, phú quý. Mạng: hải trung kim, vàng giữa biển. Sao: thái âm, may mắn, phúc lộc tốt. Hạn: diêm vương, bệnh đường máu huyết. Vận niên: hậu thực quả, khỉ ăn trái, tốt. Thiên can: ất gặp kỷ, bình hòa, thuận thành. Địa chi: sửu gặp hợi, tam tai, ốm đau, khó khăn. Quý anh ất sửu đa phần đi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy thân tộc, anh em, tự mình nỗ lực, kiên nhẫn, cần cù, làm việc không mệt mỏi nên sự nghiệp dễ thành, nhưng phải khó khăn hơn người khác mới thành công. Quý anh luôn coi trọng tín nghĩa và đòi hỏi người thân của mình cũng phải như vậy, vì thế, khó có sự hòa hợp, ít khi có được nhiều bạn bè thân tình. Mặc dù, bên ngoài quý anh có vẻ mềm mỏng hòa đồng nhưng bên trong luôn cố chấp, bảo thủ quan điểm. Với những tính cách như vậy, quý anh thích hợp với quân đội hay ngành nghề chuyên môn. Đi vào các lĩnh vực này, dễ tạo được uy tín. Càng về lâu về dài, sự nghiệp càng tăng tiến nhanh hơn. Quý anh số có lục xung chiếu mạng, dễ bị lâm vào lưới pháp luật, nên tránh xa các con đường có thể dẫn đến tù tội. Nếu biết làm lành lánh giữ, có thể tránh được hòa hại. Trong tình cảm, quý anh là người có lối sống nội tâm sâu đậm, nhưng kín đáo. Khi lập gia đình, sẽ là người chồng, người cha gương mẫu. Tuy vậy, quý anh luôn luôn mang tính gia trưởng, đòi hỏi mọi thành viên phải nghe lời một cách tuyệt đối. Nếu biết tương nhìn, thông cảm, quý anh sẽ có hạnh phúc hơn. Sao hạn năm 2019 của tuổi Ất Sửu. Năm nay, quý anh gặp sao thái âm chiếu mạng, công việc hay học hành gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội tốt để thành công. Sao thái âm thuộc hành kim, đối với mạng kim, trong thuận lợi cũng ẩn chứa sự rủi ro, nếu ăn ở không ngay chính. Có thơ nói về sao này như sau. Thái âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành. Tháng 10, 11 hạn hành, tránh 2 tháng ấy mới lành bản thân. Về hạn, nay quý anh gặp hạn diêm vương, bất lợi về đường máu huyết, cần quan tâm đến tim mạch, huyết áp và các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Ngoài ra, trong khi tham gia giao thông, lái xe nên cẩn thận, để phòng tai nạn phạm thân, gây đổ máu, thương tích. Về tứ trụ, với thiên lợi, địa sinh, sức khỏe quý anh năm nay không được tốt, ra ngoài làm ăn thì gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ, có tin vui trong gia đình hay anh em bạn bè, có lộc về đường tiền bạc do người khác đưa tới hay do kinh doanh buôn bán mà có. Vận niên hậu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Với vận niên tốt này, năm nay quý anh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước, thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, cứ thẳng bước tiến mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được kho bảng. Tình duyên hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý anh mạng kim, gặp năm một là biểu hiện cho một năm công việc làm ăn có nhiều sự thay đổi, gặp nhiều khó khăn. Cung đặt mệnh tiểu vận đi vào bình hòa, cho nên cuộc sống năm nay bản mệnh quý anh bị lao lực vì lo suy nghĩ nhiều, nghĩ về chuyện làm ăn, công việc hay chuyện trong gia đình là chính. Đại hạn 10 năm, từ 34 đến 53 tuổi, là thời kỳ có nhiều sự thay đổi công việc làm ăn cho nên quý anh cần phải cẩn thận. Cung tiểu hạn có các sao long trì, tiểu hao, quan phủ, mộ, đây là bộ sao xấu chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, trong có nhà có nhiều chuyện buồn đưa tới. Tại tam hợp, cung mệnh có các sao đường phù, hỷ thần, phượng các, giải thần, đế vượng, tràng sinh, đây là bộ sao tốt chủ về trong năm có tin vui hỷ tín, có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở trong gia đình. Tuy nhiên ngoài ra có bộ sao hoa cái, bạch hổ, kình dương, quan phủ, thiên khốc, thái tuế, đây là bộ sao xấu chủ về bệnh về tuổi già và có bệnh về xương khớp, trong năm nay trong nhà thiếu hòa khí. Tại cung xung chiếu mệnh có các sao lưu niên văn tinh, thiên quan, đại hao, điếu khách, phá toái, quan đới, triệt, đây là bộ sao xấu chủ về thất thoát của cải, công việc làm ăn của con cháu gặp nhiều khó khăn, có người phá hoại. Tổng hợp các yếu tố trên,
Về phương diện ngoại giao và việc làm, đối với tuổi Ất Sửu Quý Anh trong năm Kỷ Hợi, về đường công việc có nhiều sự thuận lợi hơn năm ngoái, năm nay kết giao được với nhiều bạn bè hơn. Về phương diện tài chính, tiền bạc tuy có nhưng chỉ đủ chi tiêu chứ không có dư giả. Về phương diện tình cảm, năm nay tình cảm vợ chồng hay bất hòa do không hợp tính cách của nhau. Về phương diện sức khỏe, chú ý đường tiêu hóa, ăn uống không được tốt. Nhìn chung, tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 nam mạng được hưởng thiên thời địa lợi, cho nên công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Trong năm nay đầu tư làm ăn thì cũng có tài có lộc, tuy nhiên thì không nhiều, năm nay về tình cảm vợ chồng không được tốt. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Ất Sửu nam mạng là tháng 2, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Ất Sửu làm mọi việc. Vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Ất Sửu nam mạng trong năm 2019, để tăng cường cát khí cho sao Thái Âm thì nên đeo các trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển như thạch anh đen, thạch anh tóc đen. Tử vi trong 12 tháng năm 2019, tuổi Ất Sửu nam mạng. Tháng riêng, đầu năm vui xuân cùng gia đình, xuất hành đi xa làm ăn gặp nhiều may mắn. Tháng 2, có quý nhân giúp đỡ trong công việc, tháng này hay phải đi lại di chuyển nhiều. Tháng 3, công việc làm ăn không được tốt, chú ý sức khỏe đau ốm thì lâu khỏi. Tháng 4, ra ngoài gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tuy nhiên chú ý trộm cắp. Tháng 5, tiền bạc tiêu pha nhiều, ra ngoài chú ý gặp phải của quan. Tháng 6, vì bản tính hào hoa cho nên ra ngoài có nhiều người thầm thương trộm nhớ. Tháng 7, ra ngoài chú ý xe cộ cẩn thận, chân tay có tì vết, đau ốm thì lâu khỏi. Tháng 8, có lộc về làm ăn buôn bán. Đau ốm thì gặp thầy thuốc cứu chữa. Tháng 9, tiền bạc hao tán, có bệnh về xương khớp hay trong dòng họ có tang. Tháng 10, có quý nhân giúp đỡ, công việc hanh thông, chú ý dao kéo đâm phải. Tháng 11, tiền bạc tiêu pha nhiều, trong công việc làm ăn có người phá hoại. Tháng chạp, có tin vui trong gia đình tuy nhiên tình cảm vợ chồng hay bất hòa. Hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019. Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch, nên cúng vào lúc 19 giờ tới 21 giờ, thắp 7 ngọn đèn lạy về hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu tinh quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên đình kết lâu cung Đại Thánh, tổ diệu Nguyệt phu Thái Âm tinh quân vị tiền. Thơ về tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng. Ất Sửu kim mạng quý anh, đắn đo, cẩn thận, khó tranh với đời. Lục xung chiếu mạng đổi rời, công danh gia đạo, cơ ngơi khó bền. Vào đời tay trắng làm nên, nội ngoại thân tộc, hai bên chẳng nhờ. Tiền vận, thuyền phải xa bờ, trọng trành, trao đảo phải nhờ người dưng. Trung niên vận tốt đáng mừng, gia đình sự nghiệp thịnh hưng dần dần. Kỷ Hợi năm mới cầu mong, gia đình thịnh vượng vợ chồng keo sơn. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh Tử Vi hàng ngày để nhận thêm nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.